Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV về hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ trương đầu tư mở rộng dự án tổ hợp bauxit nhôm Lâm Đồng. Ông Nguyễn Thái Học, quyền Bí thư Tỉnh ủy và ông Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn đã chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành và chính quyền huyện Bảo Lâm. Dự án tổ hợp bauxit nhôm Lâm Đồng có công suất 650.000 tấn alumin một năm, vận hành từ năm 2013. Lũy kế đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, dự án đã xuất được 6,95 triệu tấn alumin quy đổi, nộp ngân sách hơn 5.300 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 1.000 lao động với thu nhập 16 triệu đồng một người một tháng. Riêng dự án nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 vận hành từ năm 2016, công suất thiết kế 150 MWp. Lũy kế đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, sản xuất được 5,39 triệu MWp, nộp ngân sách trên 1.200 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 100 lao động với thu nhập 18 triệu đồng một người một tháng. Mục tiêu năm 2024, dự án dự kiến sản xuất 1,82 triệu tấn quặng tinh, sản lượng alumin quy đổi khoảng 650.000 tấn, doanh thu khoảng 3,3 ngàn tỷ đồng. Đến cuối tháng 3 đạt 26% kế hoạch năm. Về chiến lược phát triển, theo báo cáo của TKV, tập đoàn hiện đang hoàn thiện đề án phát triển tổng thể lĩnh vực bauxit alumin nhôm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trước năm 2030 sẽ thực hiện hai đề án thăm dò và hai dự án bauxit với tổng vốn đầu tư dự kiến trên 35 ngàn tỷ đồng, công suất đạt khoảng 2 triệu tấn alumin một năm. Các thành viên của tập đoàn cho biết tính khả thi của đề án là rất rõ. Tuy nhiên, để triển khai đúng kế hoạch, cần sự hỗ trợ của chính quyền tỉnh Lâm Đồng về quy hoạch, thu hồi đất, tái định canh định cư. Về phía TKV, cam kết khắc phục những hạn chế về môi trường, quản lý đất dự án và hoàn nguyên môi trường. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, các dự án của tập đoàn đầu tư tại Lâm Đồng góp phần rất lớn vào phát triển kinh tế xã hội địa phương, nhất là thu ngân sách, giải quyết việc làm và an sinh xã hội. Tỉnh Lâm Đồng luôn ủng hộ, phối hợp tốt với tập đoàn để mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động thăm dò phát triển tới đây. Tuy nhiên, đề án cần cụ thể, có chiến lược bền vững. Trong sản xuất phải tính toán kỹ lưỡng, quản lý tốt đất đai, làm tốt định canh định cư. Ông Trần Đình Văn cho biết, tỉnh Lâm Đồng hiện đã có quy hoạch vùng của chính phủ, do đó tập đoàn cần thực hiện rõ địa bàn hoạt động. Tuyệt đối không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện từ người dân trước khi triển khai các tổ hợp của dự án thời gian tới. Ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành của tỉnh Lâm Đồng cũng thông tin trao đổi thêm một số vấn đề liên quan đến những công tác quản lý đất đai, đảm bảo môi trường, hạn chế cần tháo gỡ trong tái định cư, định canh của TKV, quy định về sử dụng đất, kế hoạch thăm dò mới, đơn giá bồi thường khi thu hồi đất, các vấn đề về khí tượng thủy văn, quan trắc môi trường. Trên cơ sở đó để tập đoàn và dự án nghiên cứu, lập kế hoạch đảm bảo đúng quy định trong triển khai. Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, ông Ngô Hoàng Ngân cho biết, có thể khẳng định đến nay, hoạt động của dự án đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, quá trình hoạt động vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn, cần tháo gỡ xử lý. Sau buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, tập đoàn sẽ có kế hoạch cụ thể làm sao sớm thực hiện hiệu quả mục tiêu của dự án để đem lại giá trị kinh tế cao hơn từ tổ hợp bauxit nhôm Lâm Đồng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Thái Học, quyền Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, hoạt động của dự án cho thấy tính hiệu quả rất lớn, đem lại tiềm lực kinh tế lẫn đảm bảo an sinh xã hội. Rõ ràng mục tiêu của đề án từ tập đoàn thời gian tới là rất cần thiết, không chỉ nâng tầm giá trị của dự án mà còn thúc đẩy cho kinh tế xã hội Lâm Đồng phát triển. Ông Nguyễn Thái Học mong muốn sau buổi làm việc này, mối quan hệ giữa địa phương và tập đoàn sẽ đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa. Qua ý kiến của tỉnh Lâm Đồng và thành viên TKV, mấu chốt là những tồn tại 10 năm qua cần tháo gỡ như vấn đề định canh, định cư, quản lý đất đai, đảm bảo môi trường. Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, các sở ngành và chính quyền huyện Bảo Lâm cùng với tập đoàn dự án để tháo gỡ vướng mắc, lập kế hoạch cụ thể để hoạt động thăm dò, mở rộng dự án bauxit nhôm Lâm Đồng phát triển trong thời gian tới.